tấm kính. Có thấy tấm kính không? Sau cái vụ đâm vừa rồi thì con Avatar cũng có bị chảy chút xíu, nghe đây này, cũng không đáng kể. Nhưng mà con Avatar của mình đã xuất hiện một số lỗi như sau. Đó là một lỗi Propulsion System Auto Check Error và một lỗi ESC Error. Thì để xem mấy cái lỗi này, ngoài nó hiện ở cái màn hình OSD chính ấy, thì các bạn có thể vào cái tab Status ở trong kính Google của DJI ấy, để xem mấy cái lỗi này. Khi mà kính Google xuất hiện mấy cái lỗi này thì bạn không thể khởi động motor và không thể bay được. Nhưng mà bạn vẫn có thể check cái con drone, check motor bằng Turtle Mode, cái mode mà lật rùa đó. Bạn có thể nhìn thấy không? Cái motor ở phía sau, phía bên trái và phía bên phải, phía sau không có quay, chỉ có motor, hai motor phía trước là quay thôi. Motor trước vẫn quay, motor sau không quay. Sau khi nói chuyện với cái shop mà bán con avatar này cho mình và một số người bạn á, thì họ phỏng đoán dự đoán là có thể là hư hai motor sau, hoặc là nặng lắm là cái bo ESC nó đã bị cháy rồi. Nhưng mà cái điều đầu tiên ấy là con DJI Avatar này có khả năng là tự động ngắt motor khi mà bị crash, nghĩa là khi bị lật là nó tự động tắt. Như thế là không có dễ gì mà bị cháy bo ESC được hoặc là cháy motor được. Thứ hai là vào khoảng tháng trước, trong một lần mà mình setup để chuẩn bị bay á, trước khi ngày bay thì mình có kiểm tra, thì cái lỗi propulsion và ESC aero này nó hiện lên. Sau đó thì mình rút pin ra và gắn pin vào lại, bật lại thì cái lỗi nó lại biến mất, rất là kỳ lạ. Cái khả năng đầu tiên là mình xem xét có thể là cái jack cắm pin. Nếu mà anh em đã từng xem cái clip của Ron Cam AC Mr. Cam này này, thì cái vấn đề mà cái hai cái chỗ nhỏ này ở cái chỗ sạc này, chỗ pin này này, thì có thể là một cái nguyên nhân để mình có thể xem xét được có thể gây nên cái lỗi propulsion này hoặc SRO đó. Đây bạn nhìn vào đây, cái pin thấp hơn như này, nó là thiết kế của nhà sản xuất giống như vậy đó. Nó y chang như là cái đốc sạc pin á, bạn nhìn vào cái đốc sạc pin nó cũng có một cái pin, cái đế chấu nó thấp hơn giống như vậy. Nhưng mà khi mà mình thử, khi mà mình đẩy cái pin nó cho nó bằng với cái pin cái đầu kia, cho hai cái đầu nó bằng nhau, thì cái lỗi thì nó vẫn còn. Nếu mà nhìn vào đây thì bạn có thể thấy ở trên cái ESC board này nó có đánh dấu một cái đầu nhỏ là bat on, cái battery on, và một cái kia là AXTX. Hai cái nó đều cấp nguồn dương 3,3V khi mà mình bật cái pin lên cắm vào. Mình cũng đã thử ngắt từng dây ra và nó lại thông báo những cái lỗi khác, ví dụ như là battery installation error, hoặc là trên OSD nó sẽ là hiện cái pin là 0%. Một trường hợp nữa mà mình có thể xem xét đó là cái dây cáp nối từ board ASC và flight controller. Vâng, có thể là có khả năng là có lỗi khi mà kết nối giữa board ASC hoặc là board FC, nó có tiếp xúc không tốt hay cái gì đó. Vì thế là mình đã rút cái dây cáp này ra, rút cũng dễ thôi, bạn rút đầu một đầu rồi rút đầu kia cứ để như vậy mà rút ra, không cần phải tháo hết ra. Sau đó kiểm tra bằng multimeter cái đồng hồ. Thì mình thấy là mọi kết nối nó đều tốt, sau đó mình cắm vào và cái lỗi thì nó vẫn còn. Có một điều chú ý là cái board flight controller này cần phải kết nối với board ESC để nhận cấp nguồn, và phải cắm cả cáp và camera và GPS vào thì nó mới hoạt động, nếu không là trên kính nó sẽ báo là flight controller fail to start, hay là cái giống 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 như vậy, nó không thể khởi động được, nó không báo lỗi khác luôn, báo cái lỗi FC fail to start luôn. Và một trường hợp cuối cùng mình đã nghĩ tới và mình làm và đã thành công. Dựa vào cái dự đoán ở lúc đầu, mình đã thử hàn bỏ từng motor ra để kiểm tra bằng multimeter.
thì các motor nó đều tốt. Và trong lúc mình tháo từng motor ra và mình bật kính lên thì cứ mỗi cái motor mình tháo ra thì trên kính nó báo có 3 lỗi propulsion và 1 lỗi ESC. Có nghĩa là khi mình tháo hai motor ra thì mình sẽ có 6 lỗi propulsion và 1 lỗi ESC. Cái bước này ấy, nó làm rất là tốn thời gian nha, tại vì mỗi lần mình lắp vào mình test ấy, là mình phải cắm hết các dây cáp lại rồi lắp vặn ốc lại, dây lại với nhau, mọi thứ từ camera đến GPS. Nếu không là cái FC nó sẽ báo là fail to start và mình không thể nhìn thấy những cái lỗi khác ở trong kính được. Và trong một lần tình cờ thử thì mình tháo một motor ra nhưng nó lại báo 4 lỗi propulsion. Vậy có nghĩa là một motor mình tháo ra và mình có một cái motor khác đang hàn trên bo, nó có trục trặc về cái kết nối. Và sau đó mình đã thử đảo chéo hai motor chéo quay cùng chiều với nhau thì cái lỗi propulsion đó nó trở về là còn 3. Đây có thể là vấn đề, thế nên mình đã hàn lại tất cả các motor vào trên bo, chấm hàn lại 12 điểm của 4 motor một cách cẩn thận. Sau đó bật lên thì các lỗi hết. Một số điểm chú ý khi bạn khởi động con drone này lên, ở cái lần lắc cuối cùng này này, tất cả các 4 motor nó phải cùng lắc. Nếu mà có một motor không lắc là nghĩa là có vấn đề. Khi mà khởi động, cái đèn trên FC nó sẽ đỏ đỏ một lúc và chuyển qua màu xanh. Nếu mà nó đỏ luôn và trên này cũng màu đỏ thì nghĩa là có vấn đề. Cái module GPS ở trên đầu này nó rất là quan trọng cho mạch FC khởi động. Mà nó lại rất là dễ bị bể khi mà bị va chạm, bị crash. Vì thế nên tìm cách mà bảo vệ nó, đừng để nó bị hư. Vậy kết luận là gì? Con avatar này rất là khó hư trừ khi mà nó lao xuống dưới nước. Kiểm tra tất cả các kết nối giữa bo ESC và flight controller, rồi cái đầu cắm pin. Hàn lại các điểm hàn của chân motor. Nếu được thì có thể đảo chéo các motor một cách cẩn thận để xem. Cuối cùng là chúc may mắn và bay an toàn nhé.